Là ngồi đây gì đâu. Ví dụ như là Nam có bột rồi, Nam có cây rồi, mày Nam muốn lấy cái bịch mà bị gói đắp mặt là lông đẻ là bao nhiêu? Chị không đam mê con á, nó khổ lắm em. Nhà bên Sơn Trà đó. Mới nó có miệng câu nó xong thằng con để ăn đấy. Hơi cục luôn. Cái này lõm. Nó ví dụ hôm nay mình sẽ dài nè. Đồ đúng dài luôn. Làm phọt lên nè. Là cái nước gì đây mà đục đục. Đang ngạo kêu đủ luôn được.